Đây là những lá mã đề khổng lồ luôn nè. Như chỗ này mới trồng mã đề xong là dọn rồi. Nè, những cái lá mà nó to hơn bằng tay của mình luôn. No. Dang it. Chỗ này nè, cái gì đó con? Dang it. Rồi. Cái này của mía nè. Rau mã đề bên này đang lên tí nè. Cần tàu nè, mới nhổ bỏ đây. Cần tàu, rau quế, rau mã đề nữa. Bên kia là cây mật gấu. Đây là cây cà tím. Mã đề đây mới nhổ bỏ một đống, nó mọc đầy. Đây cây cà tím có chút xíu à, của năm ngoái ấy, mà nó lên lại nè, lên trái lại nè. Một trái nè, hai trái kìa, ba trái nè, bốn trái nè, năm trái nè, sáu trái nè, đó, bảy trái nè, tám trái, chín trái, mười nè, mười một nè. Bên này có 11 ca trái ha. À, cứ qua bên hướng này ha. Ngược lại, bên này nè. À, đó. Quá chừng luôn, thấy không? Đây, 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 ở dưới là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, nguyên chi nữa kìa, 14. Một cái nhỏ xíu mà có 14 trái. 1, 2, 3, cái này nữa. À, 4, 5. Đó, nhiều lắm trong kia kìa. 6, 7, 8, 9 nè, bên này nè. Sâu quá trời luôn. Cái này nữa. Cái này nữa. Cái này nữa dưới đây. Ôi trời. Quá trời luôn. Là 3 cây á. Dạ. Cây đó nhiều nhất. Cây này cũng nhiều. Cây này cũng nhiều. Qua bên này là cây ớt ha. Ra ngoài chút mà muốn chảy mũi rồi. Ớt quá trời luôn. Đây ớt. Cúc nè. Oh, I see a roller coaster in there though. Bên này là kim thất tai nè. Bơm trồng đậu bắp bên này mà hết rồi. Bên kia là mint. Đây là hai cây mật gấu. Hai cây mật gấu này á, bên này trời nắng quá chừng luôn, nó héo. Đụng vô một cái là nó rớt. Mà buổi tối á, mình quên tưới nó một lần thôi, một ngày một buổi tối thôi là bao nhiêu lá nó rủ rượi hết trơn luôn, tại vì bên này trời nó rất là nóng rồi đó. Mà cây mật gấu này bữa hổm cao lắm, cô bên nhỏ cắt bớt rồi hai cây luôn nè đó. Còn hai cái này trùm ở đây, một cái là ngò om và một cái là cái gì quên mất tiêu rồi này. Rau răm, nhưng mà coi bộ không có được rồi, không lên. Cái này là cô bên nhỏ cắt ra từ cái cây, từ cái chậu lớn kia kìa, bỏ vô đây cho nó ra thêm hai chậu nhỏ nữa. Đó là rau cây kiểng thôi. Cái này là rau đắng nè. Rau đắng rồi có cái gì héo đây. Cái này là rau đắng trồng ở trong chậu. Đây là rau má. Rau má nè. Kia là rau nhấp cá. Còn bên kia là tầng dày lá bị sâu ăn quá trời luôn. Cái này á, là củ kiệu. Có một người bạn cho cô bé nhỏ một cái củ kiệu nhỏ nhỏ, thì bây giờ mình bỏ vào chậu lớn mong rằng nó sẽ nhảy con ra thêm. Còn đây là hẹ. Đó, hẹ nè. Đó. Còn đây là hành hương. Hành hương là cái củ hành mà để mình đi nấu đó, hành hương, hành khô đó. Còn bên kia là xà lách son. Đó. Còn đây là xương sâm. Xương sâm này vừa không có bên nhỏ cắt ra ở trong cái chậu xương sâm lớn đó, rồi bỏ vô đây. Đây cũng là xương sâm nè, mình quấn vòng lại rồi mình cứ tưới cây. Rồi cái này nó đang ra một chút xíu nhỏ đây nè. Đây là xương sâm ha, trong đây cũng vậy nè, xương sâm nè. Và đây là xương sâm bên này nữa, cái này cũng đang ra nè. Bên này xương sâm cũng đang ra. Bên này là bồ ngót Nhật.
Bồ hóc Nhật này bồ hóc nó ra nhiều lắm, nhưng mà hôm qua bị sâu á, cho nên con bé nhỏ cắt hết. Cắt hết luôn. Bắt được 4-5 con sâu gì đó. Rồi cái này nghe người ta nói dễ lắm, cắm xuống là ra, mà mình làm mấy lần rồi chắc là tại vì nó nóng quá đó cho nên nó cứ chết à. Còn đây là xương sâm nè, cái này mới là cái dạng xương sâm bự nè. Bữa hổm cũng làm ăn được 2 lần rồi. Mình cắt ngang, bữa mình cắt ngang hết là cắt ngang ở chỗ này nè. Nó cái nó bây giờ nó ra lại. Mình cắt ngang ra cái mình lấy những cái sợi đó mình quấn qua, mình để bên mấy cái chậu nhỏ đó. Cái đây là cái chậu lớn nè. Mà cũng bây giờ cắt mấy cái nhánh ra rồi làm thêm 2 chậu nhỏ nữa đó. Cái thích cái này lắm. Buổi sáng chiên keo quá trời luôn. Qua tới bên này dưới gốc cây cam là một đống tầng dày lá luôn. Một tầng dày lá nhiều lắm, nó ra nhiều ơi là nhiều luôn đó. Mấy cái này vàng vàng là quên tưới nước hôm qua. Còn đây là kinh giới. Kinh giới của một chị bạn cho nè. Đó mới được có chừng này thôi à. Còn đây là bạc hà. Bạc hà là dọc mùng đó. Nắng nó cháy nè, ghê không? Nắng cháy nè. Mà nó cũng ra khá lắm rồi đó nè. Mấy cây nhỏ cũng bị nắng cháy à. Còn đây là cây mật gấu mà con bé nhỏ cắt ra. Nó ghim xuống đây, bây giờ nó thành nó khô queo à, nắng cháy. Mà cây mật gấu này người ta nó phơi khô rồi nấu trà uống để giảm giảm đường ở trong người hay sao á. Đây, đây là nó đang ra lá mới nè. Cái lá này nắng cháy mà te tua luôn. Ôi trời ơi. Còn bên này là thành viên mới của nhà mình. Đây là cây chuối của một người bạn cho bữa hổm đem về á. Bữa hổm đem về là nó chỉ có một lá thôi, nhưng bây giờ nó ra ba lá luôn rồi, thấy không? Bữa hổm là chỉ có một lá này thôi, cái rồi nó mọc thêm lá này, rồi bây giờ nó mới ra thêm cái lá chính giữa đó, ba lá. Còn đây là cây cũng là bạc hà luôn, một cái chậu khác mà nắng quá nó cháy, nó nát hết luôn, ghê không? Bên này nắng lắm. Rồi bây giờ mình qua cái tới cái vàng nha. Đây có một cái bầu treo lủng lẳng. Cái này là mình trồng dưa gang và dưa hấu, thì hôm qua đã hái được một cái dưa gang rồi. Nhưng mà cái này là dưa hấu nè, thằng nhỏ nó khoái trồng, nó trồng dưa hấu. Đấy có những trái dưa hấu đang ra nhỏ nhỏ dễ thương lắm. Rồi để tìm trái dưa gang ở trong này nha. Đây nè, nó có một trái ở trong kia đó. Không biết mọi người có thấy được không, xanh xanh đó. Mà hôm qua mình cũng hái được rồi. Có mấy trái lận ở trong đó nhiều lắm. Còn bên này là đậu bắp. Hôm qua cũng hái một mớ. Còn cái vàng này là vàng bầu. Bầu sao năm ngoái mình trồng quá trời luôn, mà năm nay cũng gieo lại hộp bầu sao, mà sao nó không ra. Bầu sao nó không chịu ra, nó chỉ ra cái bầu dài này. Trái này cắt vô ăn được rồi nè, hết lông rồi. Là coi như là cũng muốn già rồi đó, mình phải cắt vô mình ăn nè. Nhìn như vậy chứ mà nó cao hơn, nó to hơn chắc cũng bằng 2 gang tay của mình á. Rồi đây là hai trái đang treo lững lẳng nè. Hai trái mà bí năm này sao không lên, mình cũng trồng nhiều lắm mà nó không lên, chỉ ra bầu thôi. Đây ba trái nó treo lủng lẳng dễ thương ha. Rồi qua bên này và tới bên này là cũng có một trái đang treo, đang toàn ten ở đây nè. Trái này cũng cỡ một gang tay rồi. Còn bên này là đậu bắp, đậu bắp hôm qua mình hái hết rồi. Chắc không còn trái nào nữa đâu. Đây nè, đây nè, có một trái. Một trái ở trong kia kìa. Ơi. Hai. Qua tới bên này là đậu đũa. Đây là đậu đũa đỏ. Năm đầu tiên cô ba nhỏ trồng đậu đũa, chưa bao giờ trồng đậu đũa, đậu que. Nhưng mà tự nhiên ở đâu có ai, có chị kia cho hộp thì lấy trồng đại đậu đũa đỏ. Nó ra dài chắc cũng 2 gang tay hơn rồi đó. Đây nè, cứ 2-3 ngày là mình ra hái đậu đũa. Mà cái hoa đậu đũa nó rất là đẹp. Đẹp lắm, này cái hoa của nó đây, nhưng mà nó đang rụng rồi à. Cứ mỗi ngày, cứ mỗi 2-3 ngày là mình ra. Đây nè, có cái hoa.
hơi đậu đũa đẹp lắm. Đây này, cái cọng này nó dài ghê không? Đây, nó dài kinh khủng không? Để coi được có bao nhiêu găng tay nha. Cỡ chừng 1 nè, 2 nè, chắc cũng 3 găng tay á, cọng này nữa nè. Mình cũng để giống rồi. Để hai sợi làm giống rồi. Đây để nè, treo lủng lẳng nè. Đó, cưng lắm á. Trên này nữa cả đống luôn, ôi chao. Mình cũng ăn được 2 lần rồi. Ăn được 2 lần rồi. Ôi chao, bên kia có con ong bự quá trời. Này, đậu đũa rớt ở dưới đây, nó ở dưới đây. Ôi chao. Mà cái này còn nhỏ, ngày mai ngày mốt hái được. Bên này nữa nè, bên này quá chừng luôn. Đấy. Nè. Đó. Dài nè. Mà lúc nào nó cũng ra hai sợi. Hai cọng. Dễ thương không? Hai cọng đây, bên kia. Trên này quá chừng luôn. Đỏ. Đậu đũa đỏ lần đầu tiên mình thấy luôn á. Còn ngải cứu bên đây tự nhiên nó nhảy qua đây, mình không có trồng. Cái rễ nó ở đâu nó bay qua đây cái nó mọc lên. Đây là cải ngọt. Cải ngọt nè. Còn đây là thì là mà chết mất tiêu. Đây là ngải cứu đó, ngải cứu cao, cao hơn cô ba nhỏ luôn. Còn đây là bụi mía kinh khủng quá. Tự nhiên hồi đó mình trồng ở giữa đường, bây giờ nó choáng chỗ, không có chỗ đường đi luôn. Đây là húng cây. Mùa hè là nó chết như vậy nè. Nó ghê không? Nó nắng nó cháy. Rồi. Bên này là rau quế. Rau quế này bán bỏ mối cho nhà hàng Việt Nam. Được rồi đó. Nói chứ đây là quá chừng luôn. Rau quế, nhìn rau quế là thèm ăn phở ha. Còn bên này, bên này là dưa gang. Nè, dưa gang với một trái rất là to. 2 găng tay của mình luôn nha. To lắm đó nha. Đó, thấy không? Trái ở đây nữa nè, trái này thì nhỏ, nhỏ hơn. Trái này thì rất to. Và một trái ở đây nữa. Thấy không? Đây, và một trái đang nằm ngang nè. Bên này thì đậu đũa cũng quá chừng luôn. Rồi, bên này cũng có dưa gang nữa nè. Ở dưới này nhiều lắm. Dưa gang cái mùi thơm nhẹ nhẹ mà mình bỏ tủ lạnh, cái mình để nó mát mát, cái mình chấm đường ăn, trời ơi cũng ngon. Đó. Đây nữa nè, trái đây nữa nè. Hoa hoa đậu đũa màu tím đẹp lắm nè. Đó, dễ thương không? Ôi. Còn bên này là cà tím bởi mình hay quá trời luôn. Bây giờ nó ra lại những trái nhỏ nhỏ nè. Cà tím, ba cây này là từ năm ngoái nó sống lại đó, mùa đông nó sống lại. Qua tới bên này là ớt ha, ớt nè, quá trình ớt luôn, thấy không? Ớt này màu trắng, cái xong rồi khi mà nó chín đó thì nó thành màu cam cam đó, giống như trái đó đó, màu cam cam, cái xong rồi nó thành đỏ đỏ. Còn bên này là ớt khác, ớt này là ớt cái giống khác. Đỏ quá thực luôn. Bên này trái dài, còn trái như màu trắng này là tròn tròn lùn lùn, quá chừng luôn. Còn cái này đỏ đỏ. Rồi tiếp đến bên này là hành lá, còn bên kia là con bé nhỏ có bụi hẹ nè, bụi hẹ bên kia. Bên này á là mồng tơi, tôi cho mồng tơi cho nhiều lắm rồi đó. Cái lá của nó nè, một lá của nó bự bằng bàn tay của mình luôn á. Lá của nó rất to, nhiều lắm, mình ăn không có hết á. Mồng tơi. Rồi qua tới bên này á là rau dền cao rồi nè, cắt có thể đem luộc ăn chay, đem luộc hoặc là nấu canh cũng được. Bên này là xả trồng lại xin của người ta. Còn đây là rau đay này là nhiều lắm á, chằng chịt luôn, mình cắt mình nấu canh cũng được rồi đó, rải nhiều quá đó. Đây là tầng ô tầng ô đây đó. Còn bên này á là kim thất tai, rau này là kim thất tai rất là ngon.
người ta nói nhai sống cũng được nè, hoặc là xay nước uống với nước dừa tươi cũng được, nấu canh đó. Nhưng mà cô bé nhỏ thì hay nấu canh. Kim thích tay nó ra quá chừng luôn, cắt cho người ta hoài á. Còn đây là húng lủi. Húng lủi là húng lủi mà nguyên một đám ở đây nhiều lắm. Cô bé nhỏ nhổ hết dục thùng rác á. Rồi bây giờ nó ra lại bên đó nè, rồi nó lan qua bên này đó. Đấy, bên này là húng lủi ha, rồi tới kim thất tai, rồi tới tầng ô, rồi tới rau đay, rồi tới rau gì, rau dền, rồi đằng sau đó là bụi xả. Còn bên này là ớt nè, rồi tới hành, hành lá với hẹ. Còn bên này là mồng tơi. Qua bên này là bụi xả, em yên không phải bụi xả, bụi gì, bụi mía. Thôi bây giờ băng qua bên này. Bên này có cây chùm ngay. Đây là cây chùm ngay. Cây chùm ngay giống, nhìn thì giống như là cái gì, cái rau bồ ngót mà mình tước ra, nhưng mà cái này là chùm ngay. Đây là rau lan, rau lan mới trồng. Mã đề bữa hôm ở đây nhiều lắm, con nhỏ bỏ hết rồi. Đây là cần tàu. Cần tàu chứ không phải cần nước, nhưng cần tàu. Đây là rau quế bên này. Đây là cây mật gấu, bên này có thêm cây mật gấu. Con bé nhỏ cắt ở nhánh nó nghiêm xuống đây để cho nó ra cây mới đó. Cho ra cây mới 2-3 cây này mà không biết nó ra hay không. Đó. Thì nó rau quế rồi dưa gan kìa, nhìn ở đây nhìn thấy trái dưa gan bên kia kìa. Đậu đũa treo toàn tem hết trơn luôn. Rồi bầu, năm nay không có bí ha. Rồi bên kia là cái gì? Đậu bắp. Rồi cái này là gì nè? Ngải cứu, trời ơi, ngải cứu nó lên kinh khủng lắm. Rồi như vậy là sơ sơ. Lâu lâu cô bà nhỏ ra update vườn rau của cô bà nhỏ. Tại vì mỗi năm mình trồng mỗi khác đó. Nè, giống như năm nay mình trồng đậu đũa, chứ bây giờ mình trồng đậu đũa. Ok, vậy thôi ha. Còn đây nữa nè, bí gì nữa đây nè. Đó, mà cái trái nhảy ra mà nó không đậu. Thôi bây giờ cô bà nhỏ đi vô. Cảm ơn mọi người đã xem video hôm nay nha. Ai thích channel cô bà nhỏ thì đăng ký và subscribe, để khi mà cô bà nhỏ đăng video mới thì các bạn nhận được thông báo ha. Xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau. Bye bye nha.